rất là quen thuộc mà chúng ta có thể sử dụng hàng ngày giúp giải cứu lá gan buổi sáng. Đó gồm có nguyên liệu đó là chanh này, gừng và sả. Thì cái loại trà này thì chúng ta có thể uống hàng ngày, mỗi ngày một cốc vào buổi sáng. Sau khi mà chúng ta ngủ dậy thì nó sẽ đem lại cái tác dụng hiệu quả chữa lành là phục hồi tế bào gan rất là hiệu quả. Và các bạn thấy rằng là cái loại trà này không những là giúp phục hồi tế bào gan mà khi mà chúng ta uống thì sẽ giúp cải thiện cái chức năng của hệ tuần hoàn, đặc biệt là sẽ giúp tăng cường sức đề kháng rất là tốt, chống lại những cái loại virus và vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt là những cái giai đoạn chuyển mùa thì các bạn có thể sử dụng uống hàng ngày. Rất ngon các bạn ạ.